trainers! Blah! Hi! Click here to subscribe! Huấn luyện viên khủng long, tập 5, giải cứu Bachisipalosaurus. Trời sắp tối rồi, chúng ta cần một nơi để nghỉ ngơi. Cậu nói đúng đó, và đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi. Quang, quang, quang. Hả? Chờ đã, hả? Hình như có gì ở phía trước. Hả? Đó là Caron. Caron, rất vui được gặp lại cậu. Oh well, sao cậu lại ở đây? Quang, các cậu biết nhau sao? Tất nhiên rồi, trước đây bọn tớ từng là đối thủ. Thật sao? Caron, cậu đã đi đâu vậy? Tớ đi tìm cậu mãi. Tớ tưởng là cậu bị bọn người xấu bắt rồi chứ. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Mình trốn ở đây để bắt khủng long ăn cỏ mà. Vậy cậu có tìm ra con nào không? Ha, sắp rồi. Mình sẽ bắt được con khủng long thứ hai nhanh hơn cậu. Muộn rồi, Richie có con khủng long thứ hai rồi đó. Hả? Là loài khủng long gì? Dạ cháu. Đó là loài khủng long ăn cỏ yêu thích của mình. Nó là một con khủng long ăn thịt. Khủng long ăn cỏ. Mặc dù Therizinosaurus ăn thực vật, trái cây và côn trùng, tổ tiên của nó là khủng long ăn thịt đó. Hãy chờ xem, mình sẽ tìm được con khủng long ăn cỏ của riêng mình. Hả? Có thứ gì đó đang ở đó. Xem ra khủng long ăn chay đang đến với mình. Caron à, cậu có chắc chắn không? Này T-Rex, quay lại, đừng đến đó. T-Rex. Đây là gì? Con khủng long này thật tuyệt và dễ thương. Xe nổ quỷ gì, kiểm tra nó đi. Được thôi. Bachycephalosaurus, một loài khủng long ăn tạp, ăn thực vật và côn trùng. Hộp sọ đỉnh của nó rất dày và thích dùng đầu để đánh kẻ thù. Chà, là một con khủng long ăn cỏ. Wow, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Này đừng đi mà, đợi mình với. Con khủng long này phải là của mình. Đừng bao giờ cố gắng cướp nó khỏi tay mình. Triceratop đuổi theo. Hả? Caron. Đuổi theo nào. Không quay, nhanh lên. Ôi trời ơi, tớ không nghĩ là mình có thể chạy nổi. Brachiosaurus chạy từ từ thôi đó. Chàng trai, đến gặp chủ nhân mới của mình đi. Tay tôi. Ơi, ồn ào quá, ngậm miệng vô. Bachycephalosaurus. Zilo. Zilo. Bạn bác, bạn bác. Zilo. Đội săn. Bạn bác, ở nơi đâu có khủng long? Đội săn bọn ta sẽ ở đó. Săn là sở thích, sở thích và là mục tiêu theo đuổi của bọn ta. Không có loài khủng long nào trên thế giới mà bọn ta không có được. Bọn ta là đội săn khủng long nổi tiếng. Sao các người dám cướp Bachycephalosaurus của ta? Wow, không phải vậy. Bọn ta bắt được nó trước mà. Không, con khủng long này là do ta tìm thấy trước. Không ai được cướp nó khỏi tay ta. Dám chống lại chúng ta, ngươi sẽ phải xin lỗi. Ngươi có hai người, ta cũng có bạn vậy. Muốn dọa bọn ta sao? Hôm nay bọn ta sẽ lấy được con Bachycephalosaurus và cả con Triceratops của ngươi. Mơ đi, ta không để các ngươi lấy con khủng
khủng long nào hết. Jack à, chỉ là một đứa con gái thôi. Nhiệm vụ đơn giản này giao lại cho cậu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Triceratops, cho bọn chúng thấy đi. Phạm ơn. Lĩnh vực tiến quá, mở khóa. Tiến lên, Triceratops. Xe chiến đấu căng đạn, bắt đầu tiến quá. Tiến quá thần tốc. Triceratops, sắm xét. Phạm ơn. Phạm ơn. Tiến quá thần tốc. Triceratops sắm xét. Ta sẽ đánh bại ngươi một cách công bằng và chính trực. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Tiến lên. Stegosaurus. Tiến sĩ bảo táp. Bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Bila. Stegosaurus thần gió. Có vẻ như Jack lại sắp có hai con khủng long rồi. Triceratops, tiến lên. Tegosaurus thần gió, bắt con Triceratops đó. Ôi không, những chiếc gai trên lưng của Stegosaurus quá cứng để tấn công ở phía trước. Triceratops dùng khiên đầu đánh nó từ bên hông. Triceratops sắm xét. Đòn cuối cùng. Đồ ngốc, ngươi thậm chí còn không thể xử lý một đứa con gái. Yeah, mình đã đánh bại đội săn. Bang bang, bang bang. Ôi, Bachifalosaurus đang bị cái gì đó làm nghẹt thở. Nào, đến mình giúp cậu. Ngoan lắm, rất nhanh thôi. Good. Caron, chúc mừng cậu. Bachifalosaurus muốn đi theo cậu. Bachifalosaurus, cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu. Mình làm được rồi. Hả? Hả? Caron, là tớ. Hả? Richie, là cậu hả? Mình xin lỗi nha. Cậu biết gì không? Mình có Bachycephalosaurus rồi. Chúc mừng cậu, Caron. Không theo kịp.
Ơi không, còn bữa tối của chúng ta nữa. Brachiosaurus tệ quá, tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi. Huấn luyện viên khủng long tập 6, Velociraptor bị thương. Hồng Quang đi đâu rồi? Cậu ấy phải gặp chúng ta ở đây rồi chứ. Chúng ta không thể chờ mãi được. Nào đi tìm cậu ấy thôi. Thôi được rồi, chia ra tìm cậu ấy vậy. Tớ đi đường này. Vậy mình đi đường kia, dù tìm được cậu ấy hay không, trước khi trời tối chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Được, đây đấy, đi thôi. Wow, Triceratops, vui lên. Chỉ cần nhanh chóng tìm được Howell là chúng ta có bữa ăn thịnh soạn rồi. Hả? Bằng băng, bằng băng. Samu, đoán xem chúng ta sẽ ăn gì tối nay? Hoặc chim hoặc thỏ. Sai rồi, đó là một quả trứng thằn lằn đó. À chú. Ôi, trứng thằn lằn của mình. Teresus, bắt lấy nó. Yilo. Tengosaurus, bắt nó. Này nhóc, sao ngươi dám cướp bữa tối của bọn ta hả? Lần này ngươi không thoát được đâu. Đi với bọn ta đi. À chú. Đi với bọn ta. Velociraptor. Ai đó, ra mau, ra mau. Hai người, thả Velociraptor nhỏ ra. Cả T-Rex cũng ở đây rồi. Hôm nay chúng ta có thể bắt cả hai con. Mơ đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tấn công. Yilo. Hả? T-Rex, cẩn thận. Yilo. T-Rex, Tigosaurus. T-Rex, ta sẽ dạy cho các ngươi một bài học. Có một quả trứng huấn luyện khủng long rồi. Lấy nè. Ha đi, bọn chúng lại muốn bắt Velociraptor nữa. Tớ ở đây rồi, không ai bắt được nó đâu. Hôm nay bọn ta sẽ không rời đi mà không có Velociraptor đâu. Vậy ngươi phải đánh bại ta trước đã. Ngươi tiêu rồi, ta sẽ bắt hết các ngươi. Teroso, tấn công. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Tiến lên, Tengosaurus. Kiếm sĩ bảo táp bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Yilo. Tenosaur, sao băng. Tenosaurus, thần gió. Để xem khả năng của các ngươi nào. Tiến lên. Áo giáp thợ săn. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Lên đi, Ankylosaurus. Áo giáp thợ săn bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Kangyo. An
Sarus mộng thép. Hả? Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Lên đi Titanosaurus. Xe nổ hủy diệt. Bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Vô vô, vô vô, vô vô. Titanosaurus sắc. Richie, cậu xử lý Jack đi. Samuel cứ giao cho tớ. Được, trả. Titanosaurus, lên. Tangusaurus thần gió, đừng cho nó cơ hội tấn công. Phi tiêu bóng ma. Tái lực của ta. Lưỡi hái siêu tốc. Nhắm vào Ankylosaurus. Bảo xét. Ankylosaurus bọc thép, tránh ra. Phản kích thôi. Đại bác thiên thần. Tới lượt của ta. Gai sao băng. Ankylosaurus bọc thép, đánh bại nó đi. Hi. Cú đánh áo giáp. Thật ấn tượng. Teresosaurus, Tangosaurus thần gió. Titanosaurus, giữ Titanosaurus thần gió lại. Đến lúc kết thúc rồi, đầu hàng đi. Titanosaurus quay lại. Hả? Ôi, không thể tin là chúng ta đã thua rồi. Lần sau bọn ta sẽ trả thù. Chạy thôi. Tuyệt quá. Cậu đã một mình đánh bại đội săn. Không riêng gì công lao của tớ, lần này đánh bại họ cũng có phần đóng góp của cậu mà. Tớ chẳng làm gì sai với cậu. Hãy tiếp tục cố gắng. Tớ sẽ cố hết sức. Chúng ta phải xử lý tốt vết thương của khủng long. Nếu không sẽ rất dễ thu hút những con thú khác tấn công nó. Cậu cũng bị thương sao? Lát nữa tớ sẽ kiểm tra cho cậu nhé. Trễ rồi. Tớ lên đường đây. Còn Velociraptor nhỏ. Ờ. À chú. Velociraptor, đi cùng thôi. Lại thêm một khủng long. Ha đi, ta sẽ đuổi kịp cậu. Ờ, đúng rồi, mình còn phải đi tìm Hawaii. Chúng ta đã đi rất xa rồi, mình kiệt sức dữ lắm rồi đó. Quen, quen, quen. Tối rồi, sao chúng ta không lên đường vào ngày mai đi chứ? Quen, quen. Quang, 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 quang. Phát hiện một con khủng long. Chi? Hawaii, cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu đang tìm tớ sao? Đúng vậy. Nhưng đã muộn rồi, nấu bữa tối thôi. Được. Hai, trời ơi, sách chi đi đâu vậy? Đáng lẽ chúng ta phải gặp nhau ở đây trước khi trời tối. Mình đói chết rồi. À,
kéo để mình gặp cậu, mình không bỏ qua chuyện này. Á chi, có ai đó đang nói xấu mình sao? Ôi trời, mình quên hẹn với Catron trong rừng rồi. Thôi kệ đi, ăn trước cái đã. Huấn luyện viên khủng long tập 4. Ai sẽ có được Tyrannosaurus? Tê Trét, cậu đói bụng sao? Cậu có muốn ăn gì hay không? Quá. Hả? Catron, chúng ta không quen thuộc nơi đây, hãy cẩn thận. Triceratops, cậu nặng quá, leo xuống đi. Hả? Cái gì vậy? Tê Trét, đuổi theo. Hả? Cậu ấy đâu rồi? Đó là một con Therizinosaurus. Therizinosaurus là một loài khủng long ăn thịt, nhưng nó chủ yếu ăn thực vật và côn trùng. Móng trước của nó rất lớn, sắc nhọn và trông giống như những chiếc liềm. Tớ thích con này, tớ muốn nó. Xe quỷ diệt, tiến lên. Mình sắp có một con khủng long thứ hai rồi. Xin lỗi, tôi đã để mắt đến con Therizinosaurus nhỏ này rồi. Cậu là... tớ nghĩ mình từng gặp cậu rồi. À, tớ biết rồi. Cậu chính là bậc thầy nấu ăn, ha quá. Tớ đã thấy cậu thi đấu với những người khác trong công viên. Cậu đã quyến rũ con khủng long của đối thủ của mình với thức ăn, và cuối cùng đã đánh bại người đó. Mục tiêu của tôi là để tất cả khủng long thưởng thức các món ăn tôi nấu đó. Rất vui được gặp cậu, tớ là Richie. Richie phải không? Dù sao thì con Therizinosaurus nhỏ này sẽ là của tôi. Auger, chúng ta hãy có một cuộc thi đấu. Ai thắng sẽ có Therizinosaurus. Không vấn đề gì. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Tiến lên, Brachiosaurus nhỏ. Địa chấn bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Brachiosaurus sấm sét. Lĩnh vực tiến hóa mở khóa. Tiến lên Tê Trét. Tiên nổ quỷ diệt. Bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. Ngọc hoa. Ngọc hoa. Đề kết rực lửa. Tuyệt chiêu xét đánh thôi.
Brachiosaurus sấm sét, đến lúc rồi, chiến đấu. Hả? Yeah, T-Rex làm tốt lắm. Hả? Thật khung dữ. Brachiosaurus gần như bị nướng rồi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Đến lượt của ta. Lửa bùng cháy. Ha! Cứ chờ xem. Nổ tung nó. Tên lửa sức mạnh. Thôi. Hả? Tê đấy, cậu không thể ăn thứ đó. Dỡ nó ra. Sao rút? Chúng ta mất thì đi nơi sao rút trời. Châu châu. Châu châu. Lại đây. Châu châu. Châu châu. Châu châu. Trichy, chúc mừng cậu. Xem ra Therizinosaurus muốn đi theo cậu rồi. Ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Yeah. Therizinosaurus là của mình. Xe nổ quỷ gì? Đến lượt cậu. Yeah, mình có con khủng long thứ hai rồi. Ngầu quá, ngầu quá. Tê đế ăn thêm chút đi, cậu sẽ có sức mạnh để chiến đấu. Richie, cậu có muốn thử món bánh trái cây tớ vừa làm hay không? Wow, trông thật ngon. Thế nào hả? Ngon tuyệt. Hậu quay, cậu thật là một đầu bếp giỏi. Cậu cũng rất giỏi. Tớ nên học hỏi cậu đó. Hậu quay, cùng lên đường và tìm thêm khủng long nhỏ nào. Chúng ta nên cùng nhau cố gắng trở thành những huấn luyện viên khủng long xuất sắc. Ok. Hả? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thức ăn cho khủng long trước đây. Chúng ta đang bỏ lỡ điều gì hay sao vậy? Không có gì mà đội săn của chúng ta không có được hết. Vậy mục tiêu của chúng ta hôm nay là bánh quy đá hay là bánh trái cây vậy hả? Tôi nghĩ là... Ơi, sao chúng ta không chơi quẳng tu tì? Cậu thắng thì bánh quy đá, còn tôi thắng thì là bánh trái cây. Nhưng mà mục tiêu thật sự của chúng ta phải là... Ơi, thôi được rồi, đừng có nói nhiều nữa. Chúng ta mau chơi thôi. Quẳng tu tì, ra cái gì? Ra cái này. 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 Ôi, bánh quy đá thua rồi. Hả? Sếp, có yêu cầu gì hay không vậy? Tao biết bây giờ hai người đang làm cái gì đó. Hai người đang nghĩ đến thức ăn thôi. Bắt con T-Rex đó cho ta. Tao muốn ngọn lửa bùng cháy của nó, có rõ chưa hả? Dân thưa sếp. Hả? Bọn chúng đâu rồi? Yellow! Yellow!
Chết tiệt, bọn chúng chạy mất rồi. Dino Trainers. Wow. Click here to subscribe.